Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hèn với Trọng, ác với Trump. Cuộc bầu cử giữa Trump và Biden vẫn chưa thực sự kết thúc, mặc dù báo chí đồng loạt công nhận ông Biden thắng cử với số phiếu áp đảo rất cao. Ngược lại thì hàng loạt tin tức về gian lận bầu cử cũng được công bố, cùng với tuyên bố của ông Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ khởi kiện đến cùng để bảo vệ sự trong sạch của lá phiếu bầu. Bản thân người Việt Nam trong và ngoài nước cũng đang tham gia vào một cuộc thánh chiến để bảo vệ ông Trump, và các phe còn lại thì mạt sát ông Trump như một kẻ tệ hại và ngu dốt. Đây là hình ảnh Facebook nổi tiếng có tên là Trang Lê, là một trong những người cuồng nhiệt, yêu mến và cổ vũ cho ông Trump trong suốt chiến dịch bầu cử của ông. Ở một góc nhìn khác của người Việt thì tác giả Larry Deakin cho rằng cuộc chiến tàn khốc giữa những người Việt Nam yêu mến ông Trump và phe đối thủ thủ ghét ông Trump cho thấy điều mà Larry King tóm gọn trong một câu: hèn với Trọng và ác với Trump. Mời các bạn cùng tham gia nội dung này được chiêu tả như sau. Cuộc bầu cử vào năm nay 2020 quả là vô cùng đặc biệt, ở nhiều góc cạnh cũng là lỗi tại Trump mọi đường. Giờ đây không chỉ người Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới chia làm hai phe và xem nhau như kẻ thù, tấn công, mạ lị nhau ghê gớm. Sao lại có cảnh tượng tương tàn này? Từ bao giờ một vị Tổng thống Mỹ bị đem ra chửi rủa, lăng mạ, không thương tiếc như thế? 4 năm trước, vào năm 2016, khi một nhân vật tay ngang không có một ngày kinh nghiệm về chính trị đã bước vào chính trường đòi tranh cử ngôi vị cao nhất. Đã vậy lại còn đắc cử. Đó cũng là khởi sự đầu tiên cho những trận bão táp phong ba đổ lên đầu nhân vật kỳ lạ này. Truyền thông phe tả thì dồn dập mọi nỗ lực để tô vẽ ông trở thành một nhân vật ghê tởm, xấu xa và bệnh hoạn nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được. Từ đó, sự thù ghét, bạo lực hình thành. Còn nhớ, phóng viên Kathy của CNN đã đăng lên trang mạng tấm hình cô cầm chiếc đầu hình nộm của ông Trump với máu chảy ròng ròng. Thông điệp này không khác gì hơn là hãy chặt đầu Trump đi. 4 năm qua, những hạt mầm thù ghét bạo lực đó đã gieo rắc và bay xa, như loài cỏ dại luôn có sức sống mạnh mẽ. Hạt mầm này sinh sôi và nảy nở khắp nơi, và Việt Nam là không ngoại lệ. Nhớ năm xưa, người ta dù thù ghét nhau nhưng cũng ít nhiều tôn trọng Tổng thống Mỹ. Thi sĩ nhí Trần Đăng Khoa trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hai nước là kẻ thù, không đội trời chung, đã viết như sau: ngu xuẩn nhất nhì là Tổng thống Mỹ đã bị xem là điều cấm kỵ và quá lố lăng khi đó. Nhưng nay thì khác, tiêu chuẩn hành xử với Tổng thống Mỹ đã bước sang một ngả rẽ kinh hồn. Đây là hình ảnh luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định cũng công khai ủng hộ ông Donald Trump thắng cử. Ngày nay, dân Việt, một số trí thức hay dạng cũng có một số kiến thức về chính trị, xã hội, đời sống Mỹ, nhưng họ đã mạt sát Tổng thống đến mức như thằng vô học và khốn nạn, lưu manh, đê tiện, độc tài, bỉ ổi, hiểm ác, không xứng đáng được sống với xã hội loài người tiến bộ văn minh. Đây là theo từ ngữ một tác giả viết về ông Trump như vậy. Tôi chỉ là công dân Canada, thấy Trump là một hiện tượng thú vị. Và thú vị thật là có phần bênh vực ông vì ông bị truyền thông đối xử quá bất công. Tôi chỉ thấy khó chịu một chút về sự cực đoan bệnh hoạn này. Nhưng với những công dân Mỹ yêu mến vị tổng thống của mình thì những lời chửi rủa kia là một sự tổn thương ghê gớm. Từ nay, bất cứ vị tổng thống Mỹ nào cũng đều có thể bị xỉ vả, mạt sát tàn tệ bởi những người không thích ở phía bên kia. Thậm chí từ những kẻ ất ơ xa lắc bên kia Thái Bình Dương không liên quan gì đến đời sống của họ. Đây không còn là ngoại lệ nữa mà đã trở thành phổ biến, bình thường lắm rồi, mà lại vô tư càng ngày càng cay độc. Và thù ghét đã nuôi dưỡng thù ghét, bạo lực phát sinh, bạo lực đáp trả. Đó là một quy luật mà truyền thông cánh tả đã vô tình hay cố ý gieo mầm. Thú vị ở chỗ, họ thù ghét Trump nhân danh thiện ác, nhưng ông Trọng thì đích thị là kẻ độc tài toàn trị, người đang kìm hãm sự thay đổi của đất nước lại không hề bị chửi nhiều như Trump. Đây là hiện tượng mà mình gọi là hèn với Trọng và ác với Trump. Có lẽ không có từ nào chính xác hơn. Một số người Việt Nam là như vậy, và điển hình nhất là anh nhà báo Huy Đức. Anh này là một chiến sĩ trên tuyến đầu nguyền rủa Trump, nhưng với ông Trọng thì lại không dám hò hè một tiếng. Thời của ông Trọng thì có hai điều gây chú ý như sau. Một là tất cả các cuộc biểu tình đều bị dập tắt bằng bạo lực. Vào năm 2018, ở Sài Gòn, các anh chị em biểu tình chống Trung Quốc bị đưa về sân tao đàn đánh đập không thương tiếc. Từ đó không còn ai dám xuống đường biểu tình. Đây là hình ảnh gia đình cụ Lê Đình Kình, bố thì bị giết dã man, mổ phanh thây, con ruột, cháu ruột thì bị tuyên án tử hình,
chưa thấy chế độ nào tàn ác như dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Hai là tất cả các cuộc khiếu kiện phản đối của nông dân đều bị kết thúc bi thảm thông qua bạo lực. Đồng Tâm vẫn còn đó, cụ Kình bị bắn chết, hai người con trai thì bị tuyên án tử hình. Chưa dừng ở đó, gia đình ba người của chị Cấn Thị Thêu và nhà báo Phạm Đoan Trang cũng bị bắt vì ủng hộ nông dân Đồng Tâm. Ước gì những nhà trí thức, những nhà báo, mấy anh em tham gia đấu tranh dân chủ dành 1/10 năng lượng xỉ vả đấu tố Trump để lên tiếng cho nền công lý đang bị bóp nghẹt ở Việt Nam, hay cất một lời cho các anh chị em đang phải chịu cảnh tù đầy vì tranh đấu thì sẽ tốt biết bao. Những người can đảm dám cất lên tiếng nói công bằng ở xã hội Việt Nam không nhiều. Họ đôi khi rất cô đơn và rất cần những tiếng nói ủng hộ. Vái cho mình xin 1/10 năng lượng của các vị được không? Chỉ 1/10 thôi mà có được không? Ông Larry Deakin đã đưa ra lời chất vấn như thế. Và từ Hà Nội, Facebook, Lê Trung Sơn cũng đưa ra lời tự sự như sau. Tôi không quá tin vào việc ông Trump có thể lật ngược được thế cờ, bởi tôi đã hiểu được đối thủ của ông ấy là ai. Trong cuộc bầu cử này, ông Biden thực ra không cần nói gì, làm gì cũng vẫn thắng. Bởi vì ông ấy đâu có phải là đối thủ của ông Trump. Biden chỉ là đại diện bất đắc dĩ mà thôi. Đối thủ của ông Trump là cả một hệ thống quyền và tiền. So với nó thì đống tài sản mấy tỷ của ông Trump chỉ như viên gạch vỡ trước bờ tường ngăn giữa Mỹ và Mexico. Và tại sao lại đặt cược cho Trump luôn được nhận tiền thưởng cao gấp đôi Biden, ngay cả khi uy tín của Trump cao nhất? Và tại sao quỹ bầu cử của Biden luôn nhiều gấp mấy lần của Trump, mặc dù ông ta chả cần đi vận động bầu cử ở đâu cả? Câu trả lời là ở chỗ đó. 4 năm trước, ông Trump trúng cử, bởi vì thông thường thì các tổng thống sau khi vào được Nhà Trắng đều quên hết những gì đã hứa. Thế nhưng, ông Tổng thống thứ 45 lại làm khác. Đường lối chính sách của ông Trump hiệu quả cho nước Mỹ bao nhiêu thì lại làm mất đi cơ hội tiền bạc của những big bấy nhiêu. Là Tổng thống của người lao động, ông Trump tự biến mình thành kẻ thù của những nhà tài phiệt và những kẻ lười biếng, bởi vậy nên ông đã bị loại. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Với chỉ 4 năm ngắn ngủi, ông Trump đã làm được những việc phi thường, chưa ai lột trần được bộ mặt đạo đức giả của những chính trị gia chuyên nghiệp như ông ta. Chưa ai dám định nghĩa sức mạnh của quyền lực thứ tư, đó là một mớ dối trá. Chưa ai tôn trọng sự thật và minh bạch trong quan hệ đồng minh đối tác như ông ta. Chưa ai xây dựng dàn xếp được cho hòa bình nhiều như ông ta. Tất cả đã khiến Trump phải trả giá. Tác giả này cho biết tiếp, lý do tôi yêu thích ông Trump là bởi con người ông ấy, tính cách của ông ấy, những thứ đã bộc lộ qua những gì ông ấy đã làm. Tôi chưa bao giờ hy vọng ông ấy sẽ làm gì cụ thể cho quê hương, đất nước tôi. Nhưng tôi tin khi ông ấy thành công thì chúng tôi hưởng lợi. Chỉ có thế thôi và tôi sẽ vẫn như thế đến sau này. Một ông già gân, sống tử tế, đầy nhiệt huyết lại dám một mình chống cả thế giới giàu có quyền lực thì ai mà không ngưỡng mộ cho được chứ. Facebook Lê Trung Sơn đã đưa ra nhận định như thế. Còn từ Sài Gòn, bác sĩ Võ Xuân Sơn nêu quan điểm của mình qua bài viết Trump vĩ đại. Nếu không có cuộc bầu cử lần này thì tôi chỉ đơn thuần mong muốn Trump thắng cử, vì ông ta là người cương quyết ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Cái mong muốn ông ấy thắng cử chỉ đơn thuần là vì ông mang lại thuận lợi cho đất nước chúng tôi trong cuộc chiến giữ Biển Đông. Thế nhưng, những diễn biến xung quanh cuộc bầu cử Mỹ mấy ngày qua cho thấy một Trump khác mà trước giờ tôi chưa thấy. Cho đến mấy ngày trước đây, Trump trong mắt tôi là một tổng thống có lắm chiêu trò và đối thủ của ông không dự đoán được. Nhưng tính cách của ông thì đôi khi hơi bốc đồng, nói năng đôi khi hơi bặt mạng, không phù hợp với cách nhà tổng thống của một Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cần thể hiện. Nói chung, ông có vẻ hơi võ biển, không phù hợp lắm với vị trí của giới thượng lưu. Đây là hình ảnh ông Donald Trump có rất nhiều phát ngôn gây sốc, đặc biệt là khi dịch cúm Corona còn tranh cãi về nguồn gốc. Ông nói thẳng đây là cúm Trung Quốc và virus Trung Quốc thay cho những chữ Covid hay cúm Vũ Hán. Nhà bình luận này nói tiếp, tôi biết đến Trump lần đầu tiên khi vụ ly dị của ông với người vợ gốc Đông Âu được báo chí đưa tin. Trong trí nhớ của tôi thì có lẽ ông giàu lắm, vì bà vợ đó được chia một cái máy bay và một tòa lâu đài. Sau đó cái tên Trump mới tin vào đầu tôi rằng Trump là một tỷ phú Mỹ. Nói thật là cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể biết kinh doanh những cái gì. Chắc hẳn Trump phải là một người có tài kinh doanh. Bằng chứng là ông ta đã là có một tỷ phú, và trong xã hội Mỹ bây giờ chắc khó có tỷ phú nào giàu lên nhờ hối lộ hoặc câu kết với quan chức cầm quyền để bòn rút tài sản quốc gia và tiền thuế của dân. Trong 3 năm đầu điều hành nước Mỹ, ông đã đưa nước Mỹ đến gần với cái Great Again mà ông vẫn thường nói. Chắc chắn ông phải là người có tài thực sự. Thật tiếc dịch cúm tàu đã làm cho thành quả của ông bị ảnh hưởng nặng nề.
Những gì xảy ra trong mấy ngày qua xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cho thấy rằng một khía cạnh khác về ông. Ông đã điều hành nước Mỹ trong sự chống đối của các thế lực có quyền lực cực kỳ lớn. Những thế lực đó có thể biến những tờ báo, những hãng thông tấn hàng đầu thế giới trở thành những kẻ tung fake news hoặc dở những chiêu trò truyền thông bẩn. Chắc chắn đó không thể là những thế lực tầm thường. Trong một môi trường như vậy mà ông vẫn đưa nước Mỹ tiến lên thì chắc chắn ông phải thật sự vĩ đại. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và người vợ xinh đẹp Melania. Nhìn lại những gì ông làm, ông thực sự là một người yêu nước. Còn nhớ vào năm nào, một người bán phở ở Las Vegas đã giải thích cho tôi tại sao họ thuê người Mễ để phụ bán. Họ cho rằng người Mễ chăm chỉ, ít đòi hỏi như người Việt. Sau đó tôi mới được biết, vấn đề nằm ở chỗ có rất nhiều người Mễ là dân nhập cư lậu, làm việc chui nên ngoài việc chăm chỉ, ít đòi hỏi, họ còn đồng ý được trả lương khá thấp, tức là làm chui. Và có hàng chục triệu người Mễ nhập cư bất hợp pháp, tức là có hàng chục triệu người Mỹ bị những người nhập cư lậu giành mất việc làm. Vấn đề là bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ không ai dám đụng vào cái ung nhọt đó. Đó là quyền lợi của khá nhiều doanh chủ, vậy mà Trump lại cương quyết chọc vào cái ổ kiến lửa đó. Ông là vị Tổng thống Mỹ cương quyết thực hiện hầu hết các cam kết khi ông tranh cử. Có lẽ ông là người thực hiện được nhiều cam kết tranh cử nhất trong số các Tổng thống Mỹ. Ông là người biết giữ chữ tín và ông là Tổng thống Mỹ biết tôn trọng cam kết. Người ta bảo để cho cúm tàu phát triển tràn lan ở Mỹ là lỗi của Trump. Vậy thì nguyên thủ của nước nào ngoài Việt Nam là không có lỗi trong vụ để cho dịch cúm tàu phát triển tràn lan ở nước mình? Người ta cũng đổ lỗi cho ông đã chia rẽ nước Mỹ và những chương mực nào đó, ông chia rẽ cả người Việt. Ông chia rẽ nước Mỹ hay những kẻ bị ông đụng chạm đến quyền lợi cố gắng chia rẽ nước Mỹ? Hãy cứ nhìn những các hãng truyền thông đã làm với ông mấy năm nay thì thấy ai là người đang thực sự chia rẽ nước Mỹ. Còn người Việt Nam vốn dĩ họ chia rẽ từ bao nhiêu lâu đời nay rồi. Từ thời Lạc Long Quân, Âu Cơ đến giờ, sao lại đổ lỗi cho ông? Có thể nói ông sẽ không thắng trong đợt bầu cử này. Nhưng tôi nể ông đã không buông xuôi. Ông đã và đang chiến đấu như một chiến binh quả cảm. Dù có tiếp tục làm Tổng thống hay không thì ông đã làm và luôn là một Trump vĩ đại. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã kết luận ra như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 với bản tin Hèn với Trọng, ác với Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.